Bình Liêu tình yêu không giới hạn là câu nói mà mọi người hay ví von khi nói về một huyện miền núi nằm ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh. Một mảnh đất có vô vàn cảnh đẹp hoang sơ, những cung đường phượt ấn tượng, khí hậu ôn hòa và giàu bản sắc văn hóa với hơn 96% là người dân tộc thiểu số như Tày, Dao, Sán Chay. Với những lợi thế sẵn có, giờ đây Bình Liêu đã trở thành điểm đến vô cùng hấp dẫn dành cho những bạn thanh niên yêu thích du lịch khám phá và trải nghiệm. Mất khoảng 2,5 giờ đồng hồ, chuyến xe hành trình khám phá trải nghiệm huyện Bình Liêu của cô và trò Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh đã có mặt tại huyện Bình Liêu. Điểm dừng chân đầu tiên của cả đoàn là đình Lục Nà tại bản Lục Nà, xã Lục Hồn, nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử cách mạng của huyện Bình Liêu. Đình Lục Nà được xây dựng để phục vụ cho sinh hoạt cộng đồng và thờ thần Hoàng Cần, là người có công đánh giặc giữ nước, gắn liền với sự tích cây tre mọc ngược, còn được lưu truyền trong nhân dân cho đến ngày nay. Đình Lục Nà còn là nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử cách mạng của huyện Bình Liêu, bởi đây là nơi đã diễn ra cuộc meeting lớn do Mặt trận Việt Minh tổ chức để tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng lâm thời huyện Bình Liêu. Hàng năm, hội đình Lục Nà được diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch. Đến thăm đình Lục Nà, các thầy cô và học sinh của Cung Văn hóa Thiếu nhi được cán bộ huyện đoàn địa phương giới thiệu về đình với mong muốn mọi người có thêm hiểu biết về những giá trị của di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Điểm dừng chân thứ hai của chuyến hành trình khám phá trải nghiệm huyện Bình Liêu là trường tiểu học Hoành Mô. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã đi thăm khuôn viên nhà trường và điểm ăn ngủ nội trú của các bạn học sinh vùng cao. Một buổi giao lưu nhỏ được diễn ra ngay tại sân trường. Với những bài hát đầy ý nghĩa do các bạn học sinh của Cung Văn hóa Thiếu nhi gửi tặng cho các bạn ở đây. Cung Văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh đã tặng một bộ chống đội trị giá 5 triệu đồng cho các em học sinh trường tiểu học Hoành Mô. Lãnh đạo rạp chiếu phim Lotte Hạ Long cũng đã tặng suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của nhà trường. Những món quà nhỏ nhưng mang nhiều sự sẻ chia, mang nhiều tình cảm ấm áp mà cô và trò Cung Văn hóa Thiếu nhi muốn đưa đến cho các bạn nhỏ vùng cao. Mong rằng các bạn luôn chăm ngoan, học giỏi, trở thành những công dân tương lai tích cực xây dựng quê hương. Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, điểm cuối quốc lộ 18C, là điểm đến tiếp theo của chuyến hành trình đầy ý nghĩa này. Đoàn nhận được sự chào đón nồng hậu từ các cán bộ chiến sĩ tại đồn. Tại đây, cô trò của Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh được nghe các chiến sĩ kể về đời sống, sinh hoạt cũng như công việc thường nhật của mình. Đoàn cũng đã tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ giữa các em thiếu nhi Cung Văn hóa Thiếu nhi Quảng Ninh với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, đồng thời tặng những món quà ý nghĩa cho tập thể cán bộ chiến sĩ ở đây. Chúng tôi rất là thấy cảm động và không biết nói gì hơn là trân trọng cảm ơn cái tình cảm của cán bộ lãnh đạo Cung Văn hóa Thiếu nhi, cũng như là các cộng tác viên và đặc biệt là các cháu học sinh đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua, lên thăm và động viên tặng quà cán bộ chiến sĩ đơn vị. Tôi chỉ muốn nhắn gửi với các đồng chí giáo viên, cũng như là các lãnh đạo trong Cung Văn hóa Thiếu nhi, cũng như các cháu học sinh, cứ hãy yên tâm, cố gắng phấn đấu học tập và xây dựng đất nước. Thế còn ở biên giới đã có những người lính biên phòng chúng tôi luôn vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc và giúp đỡ bà con nhân dân ở đồng bào khu vực biên giới là phát triển kinh tế xã hội để đưa đất nước ngày càng phát triển. Cô trò của Cung được các cán bộ chiến sĩ ở đây dẫn đi thăm cửa khẩu Hoành Mô và giới thiệu về cột mốc biên giới 1317,
vị trí địa giới thiêng liêng của Tổ quốc, nơi các cán bộ, giáo viên, học sinh thêm một lần được nhận thức sâu sắc về chủ quyền của Tổ quốc và biên giới lãnh thổ. Chợ phiên là một điểm đến không thể bỏ qua trong chuyến hành trình khám phá trải nghiệm Bình Liêu. Trước đây, chợ phiên truyền thống ở Bình Liêu thường họp vào các ngày lẻ, thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Đến nay, khi điều kiện kinh tế của nhân dân trong vùng phát triển hơn, nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày càng cao, chợ chuyển sang họp thường xuyên để đáp ứng nhu cầu của mọi người. Chợ nhộn nhịp nhất là vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Chợ phiên Bình Liêu mang đậm nét văn hóa chợ vùng cao biên giới. Đồng bào dân tộc đến chợ để gặp gỡ, giao lưu, ăn uống, trao đổi hàng hóa nông sản, đồ dùng thiết yếu. Đoàn trải nghiệm khám phá Bình Liêu đến với chợ phiên đúng vào dịp cuối tuần. Ai cũng hào hứng khi bắt gặp một không khí sôi động, người bán kẻ mua tấp nập, cùng với màu sắc rực rỡ bởi những trang phục của đồng bào người dân tộc Dao khi xuống chợ. Mọi người tham quan mua sắm được rất nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của người bản địa. Chuyến hành trình đến với miền biên cương Tổ quốc tiếp tục dừng chân tại đồi Cỏ Lau trên đường tuần tra biên giới phía Tây Bình Liêu, chạy về hướng Lạng Sơn, nơi cắm cột mốc biên giới 1297. Đây không chỉ là nơi đặt cột mốc thiêng liêng, đánh dấu chủ quyền Việt Nam, mà còn là một địa chỉ du lịch cội nguồn lịch sử có ý nghĩa. Tại đây, cả đoàn được nghe giới thiệu những nét cơ bản nhất về lịch sử, giá trị danh lam thắng cảnh ở đây. Mọi người đã cùng nhau lưu lại được rất nhiều những khoảnh khắc đẹp, thơ mộng tại đồi Cỏ Lau, một địa điểm đang rất thu hút khách du lịch. Đặc biệt là những bạn đam mê phượt tìm đến để thưởng thức vẻ đẹp của những triền Cỏ Lau mênh mang cả núi rừng. Đây là lần thứ nhất mà tôi đã được đồi Cỏ Lau và tôi cảm thấy là đồi Cỏ Lau này rất là rộng và Cỏ Lau thì rất là đẹp nữa. Ở đây thì có thể chụp được rất là nhiều tấm ảnh xinh đẹp. Sẽ có lần thứ hai hoặc lần thứ ba tôi sẽ dẫn được nhiều bạn bè của mình đến hơn nữa đến đồi Cỏ Lau ở Bình Liêu và mong rằng là du lịch đồi Cỏ Lau ở Bình Liêu sẽ trở thành một điểm du lịch đáng đến khi mà du khách đến Quảng Ninh. Thì khi đặt chân đến đây thì mình cảm nhận được cái không khí rất là trong lành. Đấy, các ngọn đồi Cỏ Lau rất là đẹp và tuyệt vời. Khi mà bước từ dưới bước lên đây thì một cái không khí gió lùa man mát và cái hương Cỏ Lau rất là thơm. Điều đặc biệt nhất đó là khi đứng trên đồi Cỏ Lau, đứng bên cạnh cột mốc chủ quyền biên giới thì mình dường như mình cảm nhận thấy cái tình yêu quê hương của mình nó lớn lao hơn, cũng như là trách nhiệm của một người trẻ trong việc cống hiến và đem hết những cái nhiệt huyết của mình trong việc xây dựng bảo vệ quê hương. Điểm dừng chân cuối cùng để chào tạm biệt mảnh đất Bình Liêu xinh đẹp chính là những cung đường phượt khi lên thăm núi Cao Ly. Đây là điểm săn mây, thăm khu nuôi dê của đồng bào dân tộc người Dám Chỉ. Mọi người được tham gia trải nghiệm, tìm hiểu những phong tục tập quán, văn hóa của bà con dân tộc nơi đây. Trên đường đi, cả đoàn được ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang vàng ươm, ngút ngàn tầm mắt. Cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời với con người, với cảnh sắc thiên nhiên núi rừng Bình Liêu. Qua cái chuyến đi này thì mình cảm thấy rất là vui và thú vị. Mình thích nhất là điểm trường ạ. Bởi vì ở đó mình được gặp những em nhỏ học sinh rất là xinh xắn và dễ thương và rất là thân thiện nữa. Qua đó thì mình học hỏi được rất là nhiều thứ. Qua những chuyến đi thì mình cảm thấy được là nét văn hóa dân tộc của Việt Nam rất là đặc sắc và những cảnh thiên nhiên rất là đẹp và tuyệt vời. Mình cảm ơn mọi người đã cho mình có được một chuyến đi rất là vui vẻ như thế này. Khi mà mình đi như thế này mình có những cái cuộc trải nghiệm, tiếp xúc với nhiều những cái vùng văn hóa dân tộc mỗi vùng đất mới thì lại mang cho mình một cái cảm xúc khác nhau. Nhất là cảm thấy rằng là nhiều nơi vẫn còn rất là khó khăn. Các vùng miền dân tộc, mỗi người, mỗi nơi đều có mang một cái bản sắc riêng, một cái nền văn hóa riêng mà chúng ta nên gìn giữ và phát huy. Cũng như là chúng ta nên trân trọng và nên tổ chức thêm nhiều những cái cuộc hành trình trải nghiệm cho con em chúng ta để các em tiếp xúc đấy và mở mang thêm cái tầm hiểu biết cũng như là tri thức và gìn giữ văn hóa của dân tộc của địa phương mình nhiều hơn. Vẻ đẹp của Bình Liêu được tạo nên bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đa sắc màu. Bởi những ruộng bậc thang chín vàng có lốm đốm vài ngói nhà đã phai màu theo thời gian. Bởi những thung lũng xen kẽ giữa ngọn đồi xanh mát nối đuôi nhau chạy xa tít tắp và bởi những ngọn thác hùng vĩ hiên ngang.
Chương trình khám phá trải nghiệm tại huyện Bình Liêu là một chuyến hành trình bổ ích, giúp mọi người hiểu thêm về bản sắc văn hóa vùng cao, truyền thêm tình yêu với miền đất biên cương của Tổ quốc, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về vấn đề biên giới lãnh thổ.